xin giới thiệu với các bạn về một loại hoa, hoa cúc sao băng. Cúc sao băng là một loại cây thân thảo, thường có chiều cao trung bình từ 15 đến 30cm. Nó có nhiều tên gọi khác nhau như là hoa cúc bi, hoa sao băng hay là hoa cúc rủ. Cúc sao băng có thể mọc được ở trong những điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt và cũng có thể mọc và sinh trưởng tốt ở trên vách đá, sườn núi. Do vậy, cúc sao băng thường được trồng nhiều ở các nơi, trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Tuy vậy, nhưng nếu chúng ta trồng thì cũng cần phải chăm sóc cẩn thận một chút nhé. Do thích nghi được với nhiều dạng địa hình và dạng thời tiết khác nhau, đặc biệt là các sườn núi, vách núi, nên hoa mang lại cảm giác thanh khiết. Loại hoa này cũng mang vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng. Chính vì những ý nghĩa như vậy, nên được trồng nhiều ở ban công, trên những giỏ hoa xinh xắn hay trong bên hiên nhà, nhà hàng, vườn hoa. Hoặc bạn có thể trồng thành từng cụm hay thành hàng để làm thảm hoa sân vườn hay viền lối đi, rất là đẹp và sang trọng. Tuy cây có sức sống mãnh liệt, nhưng để phát triển tốt hơn thì bạn có thể cho trấu hoặc xỉ than, xơ dừa vào trong đất trồng. Loại đất được sử dụng tốt nhất nên là đất tơi xốp, cây sinh trưởng nhanh và mạnh hơn. Hoa thì thường được trồng bằng phương pháp gieo hạt. Bạn gieo hạt cho đến khi cây lớn khoảng 5 đến 7 cm thì có thể tách cây con ra để chúng lớn nhanh hơn. Vì cúc sao băng là loại cây thân thảo hơi yếu nên khi tưới cần dùng bình xịt phun sương nhẹ nhàng để tránh lá và hoa bị nát. Mỗi ngày tưới nước đều đặn 2 lần vào lúc sáng sớm và chiều tối. Với kiểu thời tiết mưa to, tránh để hoa bị thối, dập cánh thì nên di chuyển chậu vào nơi khuất mưa. Cúc sao băng là loại hoa ngắn ngày nên hoa chỉ trổ vài đợt là tàn. Khi hoa tàn, các bạn có thể dùng kéo để cắt bỏ những cành héo, bông hoa khô để cây có tuổi thọ cao hơn. Tiếp tục cho ra hoa. Rồi mình đã giới thiệu và cách chăm sóc của cây hoa cúc sao băng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn nữa nhé.